phải là một người mù. Mày ăn nói như vậy đó hả? Vì thằng Nghiêm mà mày coi ai không ra gì hả, phải không? Anh nói vậy không có đúng. Em vẫn kính thương ba mẹ, vẫn tôn trọng anh mà. Nhưng mà em không thể im lặng mặc cho anh phải mạ lị danh dự người khác, trong khi anh và anh ấy chẳng qua là bạn học. Anh có chứng kiến tận mắt cái sự phản bội của Nghiêm chưa? Sao? Hay là chỉ qua lời kể thôi? Tất cả chỉ là sự võ đoán của anh. Trường đời tao kinh nghiệm hơn mày mà Nguyệt. Con Nguyệt nó có lý của nó. Bà thấy cũng nên khách quan một chút. Biết đâu con Nghiêm lại chẳng có nỗi khổ của mình khi hôn nhân tan vỡ. Chẳng lẽ nỗi khổ ấy lại có cả hai lần? Trong hai lần ly dị hả ba? Con không nên ngắt lời ba con trong lúc ba con đang nói. Hải Nguyệt vẫn thừa nhận là chưa yêu cậu Nghiêm, chẳng qua là đi chơi như tình bạn, hoặc như là anh trai với em gái. Còn xử sự không khéo thì chỉ làm cho em con bất mãn với con thôi. Không ngăn ngay từ đầu thì đến nước ngập tới chân thì làm sao mà nhảy? Lúc đó cả gia đình chẳng lẽ thộn mặt ra mà gánh nhục chứ? Em im lặng nhiều rồi, cốt là để cho ba mẹ được vui. Anh đừng có dồn em vào chân tường nữa. Giả dụ như bây giờ em khẳng định em thật sự đã yêu anh Nghiêm thì sao hả? Dạ thưa hai bác. Cậu là? Dạ cháu là Nghiêm. Cháu hơi đường đột vào đây khi chưa được phép của hai bác. Dầu sao thì cũng đã vào rồi, cậu ngồi đi. Ba, mẹ, sao mà... Để ba con nói chuyện. Con không thích thì cứ ra ngoài vườn cho khỏe. Ba mẹ thừa biết mình phải làm gì rồi. Mẹ đuổi thì con đi. Con cũng vậy nữa. Con ở lại đây. Chuyện xảy ra lúc nãy ở ngoài vườn vợ chồng tôi không chứng kiến, cho nên chúng tôi không có ý kiến gì. Ai đúng ai sai trong chuyện vườn rồi. Bởi tuổi trẻ hay nông nại không đâu. Nếu thằng Trác vì quá lo cho em mà lắm lời, tôi nghĩ chắc cậu cũng không để trong lòng. Vì cậu với nó vốn là bạn học của nhau. Cháu nào dám giận chuyện chi? Tính của Trác cháu hiểu từ lúc còn đi học. Khi Trác gặp chuyện không vui lòng đẹp da thì sẽ bày tỏ liền không kềm chế được đâu. Nghe cậu nói tôi cũng yên tâm. Chính dẫn mười hờn bỏ đi vì bạn. Có chuyện quan trọng hơn chúng tôi định bàn với cậu. Cậu cũng đừng nên để trong dạ. Bởi thương con nên chúng tôi nói thế này. Hai bác đã ngỏ lời thì làm sao cháu dám không nghe? Bởi khi cháu quyết định đến đây là chấp nhận làm một kẻ ngồi nghe. Vợ chồng chúng tôi chưa biết thật hư ra sao, nhưng qua lời của thằng Trác kể lại thì vợ chồng tôi nghĩ rằng không có lửa thì làm sao có khói, phải không cậu? Dạ phải. Chúng tôi không phải là loại người cổ hủ muốn ngăn cấm chuyện tình yêu của con trẻ, nhưng trong chừng mực nào đó mà nói thì người nó chọn phải tương xứng với nó một chút. Dạ thưa hai bác, cháu vẫn chưa hiểu ý của hai bác. Thế nào mới gọi là tương xứng? Xứng theo ý của vợ chồng chúng tôi không phải là môn đăng hộ đối. Điều quan trọng người nó chọn phải là người hết mực thương yêu nó. Nếu như khi con đã chọn một ai đó thì con sẽ chấp nhận tương lai của mình, cho dù tương lai ấy có lắm gềnh thác chông gai. Ba con đang nói chuyện, con không được phép xen vào. Ba con đã nói hết ý mình đâu mà con chận hỏng. Thưa hai bác, thú thật là cháu với Nguyệt chỉ quen nhau do một sự tình cờ. Cháu hoàn toàn không biết Nguyệt là em của Trác. Chúng cháu chưa nói tiếng yêu,
trong thâm tâm của chúng cháu đã thật sự thấy tâm hồn mình rung động như là quen biết từ lâu. Cháu không có ý định lợi dụng lường gạt Nguyệt đâu. Đời của cháu đã gian dở hai lần, đã thật thâm thía hai chữ ân tình. Chưa hiểu hết sự thương lo của người mẹ. Có người mẹ nào không muốn cho con mình sống trong hạnh phúc? Với người nó thương yêu lựa chọn trong đời. Người ta nói sinh con bởi nhân chi sơ tánh bổn thiện, nên hay hư là do sự dạy dỗ mà ra. Má mong con gái của má sau này chọn phải đúng nơi trao duyên phải chọn. Ba mẹ không thể sống cùng con chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Con nhớ mà. Thấy con của mình đã biết nghĩ suy, ba mẹ rất là vui trong nhà. Nguyệt ơi, đường đời đầy cảm bẫy, xa chân là không trở lại được đâu. Thà giây phút này cha mẹ cản ngăn, cha mẹ cản ngăn mấy giờ mà con sẽ được vui vẻ ở tương lai. Con cảm ơn vô cùng lời lẽ của ba mẹ, nhưng xin cho con được suy nghĩ thêm. Nhưng ngay bây giờ con cũng nên tỏ rõ ý của con đi, vì ba mẹ không thể nào. Con con tôi chắc nó không để cho ba mẹ phải buồn lòng vì chuyện tương lai của nó. Còn cậu? Cháu biết nếu nói trong lúc này là hơi sớm, nhưng cháu không thể dối gạt lòng mình. Cháu đã yêu Nguyệt, cháu biết hai bác sẽ không đồng ý, bởi thông qua những lời lẽ hai bác trao đổi từ nãy giờ, cháu chỉ mong hai bác chấp nhận đây là sự thành khẩn của cháu. Tôi đoán rồi cậu sẽ nói câu đó. Cậu có nghĩ rằng
với câu nói đó đã xúc phạm chúng tôi hay không? Thưa, cháu nghĩ khi mình bày tỏ sự thật của lòng mình thì không điều gì xúc phạm đến người khác cả. Cháu yêu Nguyệt, đó là quyền của cháu. Còn Nguyệt có đáp lại tình cháu hay không, đó là quyền của Nguyệt. Còn với hai bác, bao giờ cháu cũng hết sức trân trọng. Trân trọng hay khinh khi, đó cũng là quyền của cậu chứ gì. Và chỉ có trong lòng cậu mới hiểu được mà thôi. Chúng tôi trước hay sau cũng không thay đổi ý định. Cháu chỉ mới bày tỏ tình yêu cùng Nguyệt. Còn việc tiến tới hôn nhân là phải đợi thời gian, vì phải tùy vào Nguyệt và sự chấp nhận của hai bác. Nhưng quyết định cuối cùng của cháu là cháu sẽ cưới Nguyệt. Cậu nghĩ là chúng tôi sẽ bằng lòng à? Việc đó thì phải đợi thời gian. Thưa hai bác, ai dám chắc là mình sẽ không thay đổi ý định theo thời gian? Và ai lại nỡ cố tình làm ngơ trước sự chân thật và thành khẩn của người khác chứ? Cậu cứ tin vào điều mình khẳng định. Bởi vợ chồng tôi không có quyền buộc người khác từ bỏ niềm tin của mình. Mỗi chúng ta sẽ có một lý lẽ riêng để bảo vệ quan điểm của mình. Khi mình có quan điểm ấy đúng hoàn toàn, tôi có ý của tôi, cậu có ý của cậu, tranh cãi hoài thì có lợi gì đâu. Nhưng tôi cũng mong cậu nên suy nghĩ lại. Khi bản thân mình đã có hai đời vợ, thử hỏi với cậu là tôi thì cậu nghĩ sao? Ý của vợ chồng tôi đã rõ ràng sự thật. Cậu tin hay không á là tùy ở cậu. Nhưng chắc chắn là trong gia đình này sẽ không chấp nhận cậu là rể tương lai. Con xin ba mẹ đừng dứt ý nặng lời. Trước mắt chúng con giữ khoảng cách đôi bên. Nhưng thời gian rồi con cũng sẽ siêu lòng bỏ trốn nhà để theo nó hay sao? Thưa hai bác, con người ta sau một lần vấp ngã vì sự vô ý của mình, khi đứng lên họ càng có nhận định đúng hơn vì sự vấp ngã đó. Cháu cũng vậy. Trên danh nghĩa cháu đã hai lần ly hôn, nhưng thực chất cháu chỉ mới có một đời vợ. Và đó mới đúng nghĩa là sự chia tay đáng tiếc. Và trong sự chia tay đó, cái lỗi là do cô gái kia chứ. Cậu dám làm, tại sao cậu lại né tránh? Điều đó chứng tỏ cậu đã thiếu thành thật với vợ chồng tôi và con gái tôi. Mọi sự thành thật không thể nào biểu thị trọn vẹn qua lời nói, mà nó còn được biểu thị qua hành động. Dù thế nào thì tình yêu và sự thành khẩn của cháu đối với Nguyệt không thay đổi theo thời gian. Cậu à, cậu cứ giữ lại ý kiến của mình. Nếu đã hết chuyện, chúng tôi mời cậu ra về. Vâng, tất nhiên là phải thế. Dạ, cháu xin chào hai bác. Anh Nghiêm. Nguyệt, em cứ vững tin, anh sẽ đến tìm em và chúng ta sẽ là chồng vợ. Thật là quái lắm, nó lì lộn vậy đó. Còn con hư là tại chiều quá. Tôi tưởng ông nói con hư là tại mẹ chứ. Được rồi, ông cứ vào trong nghỉ đi. Tôi sẽ lựa lời nói với con Nguyệt. Chúng tôi là phụ nữ mà, dù sao cũng dễ thông cảm cho nhau hơn. Bà liệu tính sao thì tính, tôi nhức đầu quá. Mẹ, sao ba mẹ lại quá khắt khe chuyện này, trong khi ba mẹ luôn dạy cho con những tư tưởng tiến bộ mà. Con à, trong tận cùng của sự rộng lượng cũng có chút hẹp hòi. Mẹ nói vậy chắc con cũng hiểu ý của mẹ rồi chứ. Con nhớ không lầm là ba mẹ đã kể lại cho con. Thank you.
sầu. Rồi ngoái cũng bằng lòng hứng thuận để ba mẹ được trọn vẹn với bao ước mơ. Nhưng mà giờ đây chuyện của con không giống như chuyện ba mẹ hôm nào, bởi ba con thương mẹ thật tình. Mẹ ơi, tâm trạng của một kẻ đang yêu luôn thấy chung quanh đâu cũng là thơ với mộng. Riêng con đủ bình tĩnh để nghĩ suy đâu là chân hạnh phúc, đâu là tương lai tươi sáng sao. Thật lòng khi tiếp xúc với anh em, tư cách của anh có điểm gì dối trá, hay là do chúng ta có quá nhiều thành kiến, nhìn vào đâu cũng thấy hư hèn. Con nói mình không mê muội, nhưng thật ra con đã lạc vào đường tình bằng sự ngọt ngon của nó. Con nói không đủ bình tĩnh, sao không suy xét giả chân? Mẹ lo là lo cho con kia mà. Mẹ, con vẫn biết công ơn ba mẹ như trời biển, đã sinh con và dưỡng dục cho tới ngày nay. Nếu sau này con có làm Phật ý của mẹ ba, mẹ lại nói vậy? Ba mẹ không cương quyết thì con sẽ hư thân. Mẹ lặp lại một lần nữa, nếu con còn chấp nhận tình yêu của thằng đó thì con cứ trốn theo nó đi, chứ không cầu hôn gì cả. Mẹ à, chẳng lẽ ba mẹ thương tiếc con phải sống đau khổ, ba mẹ mới vui hay sao? Mày im ngay đi không? Ăn nói hỗn hào như mẹ như vậy đó hả? Ở đó mà tự suy gẫm lại hành động của mình đi. Mẹ, trời ơi, sao không một ai chịu hiểu cho mình vậy?
Chẳng lẽ mình là kẻ chấp nê bất ngộ? Không, không đâu, không, không phải vậy đâu. Mình yêu anh ấy thật lòng mà, thật lòng mà. Sáng sớm lần dò theo địa chỉ anh nói loáng thoáng hôm nọ, mãi đến giờ này em mới tìm được chỗ của anh. Sao em lại lên đây? Còn ba mẹ của em? Dĩ nhiên là em trốn nhà ra đi rồi. Một phần á, em muốn phản kháng lại ý định của ba mẹ. Phần còn lại, em muốn biết sự thật về cuộc đời anh. Cứ thư thả đã, chúng ta vào nhà đi em. Dạ. Dù sao thì em cũng nghĩ ở lại nơi này. Dạ. Chúng ta còn cả một đêm dài để tâm sự. Và anh nhất định là không giấu em bất cứ một điều gì cả. Em đồng ý chứ? Đồng ý. Nguyệt à, em sẽ nghỉ ở đây. Bây giờ em đi tắm đi. Dạ. Anh sẽ chuẩn bị cho em một bữa ăn tối tuyệt vời. Nước ở đây anh lấy từ nguồn suối, nó trong và mát lắm. Em tắm đi em. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta cùng ăn tối nha. Này nhé, trong lúc ăn tuyệt đối không được hỏi chuyện này chuyện nọ, mà phải tập trung ăn để tận hưởng những món ăn của núi rừng. Anh làm như em là khách quý vậy. Trên cả khách quý nữa. Bởi từ khi ngôi nhà sàn này dựng lên cho tới nay, nó chưa có danh dự đón tiếp một khách nữ nào, mà chỉ toàn là những người đàn ông ăn nhậu rồi quậy phá không à. Thật hả? Thật chứ. Em không tin hả? Nhưng nhìn toàn cảnh của ngôi nhà, chắc là em đã đoán ra chủ nhân của nó thế nào rồi chứ. Anh chưa hề khoe mình là đàng hoàng, nhưng cũng không là người quá đáng. Em làm sao biết được chuyện ngày sau? Thôi, để thời gian hẳn rồi sẽ hay à. Thôi, mình dùng bữa đi em. Dạ. Trà Bảo Lộc hả anh? Không, trà anh tự pha chế đó. Đây là đặc sản trong trang trại của anh. Anh dành lại tự tay ướp, để dành đãi khách quý đó. Chủ trang trại mà chịu cực dữ. Có những thứ mua được bằng tiền, nhưng có những thứ không dùng tiền mua được, mà phải do chính công sức của mình làm ra mới có giá trị. Nè, uống đi em. Sao? Ngon và thơm lắm. Nếu được thì chén trà sẽ càng thơm hơn. Nguyệt,
Em muốn nghe về hai cuộc ly hôn trước đây của anh. Được, anh sẽ kể cho em nghe. Hơn 4 năm về trước, khi anh làm kế toán cho một công ty tư doanh, con gái của ông chủ thường đến bên cạnh anh. Dù biết anh đã có vợ hơn 1 năm, anh đã cố tình lẩn tránh. Nhưng điều anh không ngờ là trong chuyến đi Đà Lạt ký hợp đồng làm ăn cùng ông chủ và cô ấy thì... Miêu Anh à, vậy chuẩn bị đồ về Sài Gòn con. Miêu Anh. Trời ơi, chuyện gì đây? Miêu Anh, cái thằng khốn nạn. Tại sao tôi lại ngủ trong căn phòng này? Tại sao à? Thiệt là nuôi ông tay áo mà. Ba tha lỗi cho con. Con và anh Nghiêm thương nhau thật mà. Tôi nào có thương tưởng gì cô đâu. Hồi tối sau khi dự tiệc xong, anh mới nói nhỏ với em là tối nay phải như vậy nè. Anh nói là anh thương em từ lâu rồi mà. Cô nói cái gì lạ vậy? Tôi nào có dặn dò gì cô đâu. Còn ở đó đôi co hả? Mặc đồ vào, hai đứa vào phòng thì tôi nói chuyện. Nhanh lên. Hai đứa ngồi đó đi. Thưa ông chủ, thực tế là... Là đúng như những điều tôi vừa nhìn thấy chứ gì. Không, cháu và cô hai không có chuyện gì đâu ông chủ à. Ba, thôi đi ba. Tại con dại thì để một mình con gánh chịu. Con không trách gì anh ấy đâu ba. Đâu có dễ dàng như vậy con. Cậu Nghiêm à, trước sự việc như thế này nè, cậu bảo tôi phải làm sao? Khi mà cậu cố tình trốn chạy, rồi tương lai của con tôi nó sẽ ra sao đây? Khi bao tiếng đời biệt kinh, họ sẽ cho con tôi là loại lăng loàn đố mạc, dụ dỗ con trai làm những chuyện trăng qua, thì mặt mũi của tôi để đâu? Con dập đầu quỳ lại giáng xin ba. Lỗi của con làm chứ không phải lỗi của anh Nghiêm đâu ba. Con đã thất thân thì tự con gánh chịu. Hãy tha thứ cho ảnh đi ba. Đừng bàn chuyện này nữa ba ơi. Con không muốn bàn, nhưng mà ba phải tính. Ba là một người có tiếng tăm trong giới làm ăn. Mai mốt nói chuyện này đổ bể ra thì ba sẽ mang tiếng là không biết dạy con sao? Ông chủ, tôi không muốn xảy ra cớ sự này. Bây giờ dù cho ông có ép uổng cũng không thể lại chuyện được tôi. Vì bản thân tôi đã có gia đình thì làm sao tình từ trách nhiệm của mình thì ba có dùng áp lực cũng không thể nào lay chuyển. Đời con từ nay kể như quỷ bỏ con sẽ ở lại đây không về chốn đâu.
tôi phải làm gì bây giờ? Khi trước mặt tôi là hố sâu vực thẳm, sau lưng là đỉnh núi chắn ngang. Giờ cậu tính sao? Nếu con gái tôi có mệnh hệ nào thì bản thân của cậu và vợ cậu chắc chắn không thể nào yên ổn được. Nhưng trước mắt tôi phải cho vợ cậu biết chuyện này. Ông chủ à, ông hãy cho tôi suy nghĩ lại ông chủ. Cậu Nghiêm, tôi tin cậu không phải là kẻ vong ân. Mới không có tôi thì cậu liệu có được như ngày nay không? Cậu đã biết mình làm gì rồi chứ? Dân ba, ba đừng buộc anh ấy mà ba. Con không được chân vào chuyện của ba. Bãi quả gia phong đẹp mặt quá, vừa lòng chưa? Trời ơi, tôi biết phải làm gì. Biết vậy thì tốt. Thôi, hãy theo tôi về Sài Gòn. Sau đó thì anh và chị ly dị. Đúng hơn là Tuyền đơn phương làm đơn ly dị. Một phần là do nóng giận, phần khác vì giận anh đã giống tình Tuyền. Muốn đoán lìa hai chữ tơ duyên, cho anh yên lòng đi cưới mỹ quanh. Nhưng Tuyền có biết rằng vào trường hợp là anh cũng không thể nào tiếp tục duyên chồng vợ ở ngã ba lối rẽ. Buồn và thương, yêu và hận là tâm trạng dằn vặt khổ đau đeo đằng trong của Tuyền. Anh khổ đau như không còn phương cách khác. Rồi một ngày kia chị Thủy đến báo tin Tuyền nguyện sinh lìa bỏ cõi dương trần. Chị ấy đã tự tử. Đúng, Tuyền đã uống thuốc ngủ nhưng người nhà phát hiện kịp và đưa đi bệnh viện. Anh có đến thăm chị ấy không? Có, khi hay tin, anh chạy vội vào bệnh viện.
Nó đang cấp cứu. Còn cậu, cậu đến đây làm gì? Mẹ, con giữa tôi và cậu không còn quan hệ cũng không có nghĩa họ hàng. Mẹ, cậu đừng gọi tôi là mẹ, tôi nghe nó ngưỡng mồm lắm. Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi ăn thua đủ với cậu. Mẹ, con biết là con có lỗi. Dù không trọn nghĩa tàu khác, nhưng một ngày cũng là chồng vợ. Mẹ, xin mẹ cho con được lo lắng cho Tuyền nha mẹ. Cậu hại nó ra nông nỗi này chưa vừa lòng sao? Con đến đây định hại nó nữa chứ. Bác, con xin bác hãy bình tĩnh. Chứ liều thuốc ngủ như thế chắc không làm gì được Tuyền đâu. Còn chuyện Nghiêm đến thăm Tuyền, theo con bác cũng đừng nên làm khó ảnh. Dù sao thì cũng chuyện gì bác cũng có thể bỏ qua, nhưng chuyện này không bỏ qua được. Bác không thể lặng im khi nhìn thấy bộ mặt tráo trở kia. Quả là phường nắng sớm mưa chiều, một con người mai dài mắt vàng. Tiếng hẹn thề còn vặn vặn mới đây mà nó xem như là nước chảy qua cầu. Cậu nên về là tốt cho đôi bên, đừng để cho điều đáng tiếc xảy ra. Bác ơi, khi con người ta cố tình phản bội thì đâu cảm thấy bức xúc trong lòng. Con không hề có ý binh vực cho anh Nghiêm, bên trong biết đâu có những điều không nói tiện. Tuyền cố tình tránh mặt anh Nghiêm thì làm sao anh ấy tỏ rõ sự tình. Con với bác đều là người ngoại phường, con với Tuyền là bạn lâu ngày. Chính Tuyền cũng nói thật với con rằng nó không hề tin anh Nghiêm là kẻ bội dông. Cảm ơn chị đã nói tốt về tôi. Một con người khi đã làm điều tác tệ, dù họ không muốn thì mọi việc cũng đã dĩ lỡ rồi. Mẹ, con tin sau cơn thập tử nhất sinh này, khi tỉnh lại Tuyền sẽ chấp nhận nghe con tỏ bày sự thật, và Tuyền sẽ tha thứ tội cho con. Cậu nghĩ là con tôi nó sẽ gian xin cậu trở lại với nó chắc? Mẹ, con đâu dám nghĩ như thế. Vì bát nước đã đổ đi thì làm sao hốt lại cho đầy. Con chỉ mong từ nay Tuyền sẽ dời bớt niềm đau theo dòng đời trôi nổi. Bởi duyên tình đã tận sự bay xa, kể từ bây giờ đôi ngã đôi nơi. Tuyền ôm khổ sầu biện cho hành động phản bội của mình để mong tôi động lòng trắc ẩn. Tôi xin chỉ trời xanh thề rằng ngày nào tôi còn sống, thề tôi khắc mối thù sâu vào tận trong lòng. Bao ngày qua nhìn cô lỗi
Mẹ, con có nói thế nào cũng bằng không. Đành vậy, bởi con là kẻ phản bội mà. Bỏ đi bác, chúng ta đến đây là để lo cho Tuyền, chứ không phải để hành tội nhau. Chúng ta còn cả một thời gian dài của cuộc đời để kể tội và chứng minh cho mình là vô tội. Cậu về đi. Bác sĩ, bạn tôi đã sao rồi bác sĩ? Con tôi có sao không bác sĩ? Không có gì nguy hiểm, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một buổi là không sao. Ơn trời đã giúp con tôi vượt qua được nạn tai. Con xin phép được vào thăm Tuyền. Nó không muốn thấy mặt cậu đâu. Muốn gì, đợi nó xuất viện, cậu phải đến nhà mà gặp nó. Như vậy là tôi rộng lượng với cậu lắm rồi đó. Cậu về đi. Bác nói như thế cũng đúng. Vì Tuyền vừa qua cơn vật vã, sức khỏe còn yếu, sợ gặp anh thì nó sẽ bị sốc. Nè, nghe lời bác đi, về đi anh Nghiêm, về đi. Vâng, con cảm ơn mẹ. Chị Thủy, có gì nhớ điện cho tôi nha. Chào mẹ, con về. Mình vào thăm Tuyền đi cháu. Dạ. Vậy tôi đã biết tất cả rồi. Và chính tôi đã chủ động làm đơn ly dị là vì... Vì em muốn giải thoát cho anh phải không? Giải thoát cho cả chúng ta chứ. Anh yên tâm đi, tôi không hề hờn giận hay buồn phiền vì anh cả. Sự việc tôi phải đến bệnh viện là vì một nguyên nhân khác thôi. Em đừng tự dối lòng mình nữa Tuyền à. Anh biết trong lòng em rất giận anh. Em cứ nói đi, cứ sỉ giả anh là một kẻ phản bội. Anh đang chờ nghe anh là Tuyền à. Thú thật với anh, tôi không còn cảm hứng gì để mà sỉ giả anh nữa. Vì tôi làm như thế, tức là tôi đã ban bố cho anh một ân huệ. Có nghĩa là trong lòng tôi vẫn còn nghĩ đến anh. Bởi nếu tôi không còn chú ý đến anh, thì tôi vẫn dối làm gì cho anh hiểu lầm thêm. Trước sau gì mình cũng phải đối ngã. Phút cuối mong em
được gọi em là cô nhân. Dù tôi không cho thì anh cũng phải gọi tôi là cố nhân, bởi giữa tôi và anh đã có một thời gọi nhau là chồng là vợ. Với anh tôi chỉ là người trong dĩ vãng, còn với tôi anh là cơn gió thoảng. Sắp về để đụng mặt là không hay đâu. Vĩnh biệt em. Từ đó đến nay anh không gặp được chị Tuyền. Sau đám cưới ngoài ý muốn của anh, không bao lâu thì Tuyền chấp nhận cuộc hôn nhân với một người Đài Loan. Anh biết Tuyền không vui vẻ gì trong cuộc hôn nhân này. Mục đích Tuyền muốn xóa đi chuyện tình cũ trong trái tim mình. Chẳng lẽ trong ngần ấy thời gian anh không được tin tức gì của chị ấy sao? Mẹ của Tuyền thì đã qua đời. Anh nghe chị Thủy nói lại thì cuộc sống của Tuyền cũng ổn định lắm. Em không tin vào số phận, nhưng mà đôi lúc có những nghịch cảnh buộc chúng ta phải tin vào số phận. Như cuộc tình giữa anh và chị Tuyền cũng là do nơi số phận. Anh có tin như vậy không? Không tin, nhưng anh cũng phải cố tin để an ủi và xoa dịu sự phản bội của mình. Dù rằng sự phản bội ấy không xuất phát từ phía anh. Còn chuyện sau này? Đã kể thì phải kể cho hết. Sau khi Mỹ Oanh sanh được 2 tháng thì một chiều kia có một người đàn ông gọi điện thoại đến xin gặp anh. Anh đợi tôi có lâu không? Khoảng 20 phút. Anh điện thoại bảo gặp mặt tôi có chuyện cần. Nhưng chuyện gì? Nếu nói cho trọn nghĩa thì tôi đến tìm anh để gian xin anh một điều, và tôi nghĩ là anh sẽ chấp thuận. Sao anh lại tự tin thế, khi mà tôi vẫn chưa biết ý định của anh là gì mà?
Bởi yêu cầu của tôi có lợi cho anh. Cho tôi hay là cho anh? Đúng hơn là cho cả hai đó anh. Anh cứ vào đề đi. Cách vào đề của tôi là kể cho anh nghe một câu chuyện, mà câu chuyện kia có liên quan chuyện vợ chồng anh hiện nay. Tôi đoán trong thâm tâm anh đã suy nghĩ rằng mới đám cưới chỉ hơn 7 tháng thôi mà Mỹ Oanh đã sinh con. Thoạt đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó tôi cho rằng chuyện phụ nữ sanh thiếu tháng có gì đâu mà tôi phải băn khoăn. Giả lại y học người ta cũng xác nhận, cho nên chuyện ấy cũng bình thường thôi. Chắc anh biết chuyện gì xa xôi nên anh mới điện thoại tìm tôi phải không? Nếu như tôi nói thật, liệu anh có tin được rằng trước khi đến với tôi, Oanh chịu nhiều áp lực do cha mình sắp đặt? Nghe anh nói tôi cũng thấy hơi lạ, nhưng anh cứ nói tiếp đi. Anh Nghiêm, anh có tin tôi là người yêu của Oanh, là cha của đứa bé mà anh đang khai sanh cho nó không? Tôi tin thì sao, và không tin thì sao? Tôi nghĩ là anh tin, bởi trong thâm tâm anh đâu muốn cuộc hôn nhân này. Và thật sự anh đâu có yêu Oanh. Còn như anh không tin thì trọn đời này anh sẽ bị lường gạt mãi. Anh Nghiêm, theo tôi, bị lường gạt tiền bạc người ta có thể an ủi vì gặp vẫn xui, chứ còn bị lường gạt về tình yêu thì cả đời phải sống trong dằn vặt của tâm hồn đó Nghiêm mà. Có thể anh nói đúng, nhưng nguyên nhân vì sao anh lại bỏ rơi Mỹ Oanh để ba cô ấy chọn tôi là người thế mạng? Tôi hoàn toàn không bỏ rơi cô ấy, mà trái lại thì đúng hơn. Vì ba của Mỹ Oanh kiên quyết cầm ngăn tôi, không cho tôi cùng Mỹ Oanh nên nghĩa vợ chồng, bởi vì tôi chỉ là một anh giáo nghèo. Của tôi để tôi yên tâm rời khỏi đô thành.
giọt máu của mình. Nên tôi xin chuyển về Cần Giờ giải học, mong một ngày ông Thuần nghĩ lại chuyện xưa. Nhưng chưa trọn tháng thì ông đã bày mưu đưa anh làm hình nhân thế màng. Tôi biết Mỹ Oanh chẳng chịu bằng lòng, nhưng vì thương con cô ấy đành im tiếng. Khi xảy ra chuyện trong cái đêm say rượu ở Đà Lạt, tôi loáng thoáng nghi ngờ đây là một âm mưu, nhưng khổ nỗi tôi không có chứng cớ. Vả lại trong cơn say tôi đâu biết mình đã làm gì. Anh em ơi, sau đám cưới của hai người tôi có trở về thành phố lân la tìm bóng dáng của ngày nào. Thời mai tôi gặp được anh tài xế của nhà này, anh ấy đã kể cho tôi nghe sự thật, và tôi có tìm cách liên lạc với Mỹ Oanh. Tôi biết hai người tuy sống cạnh bên nhau, nhưng chuyện gối chăn dường như trống rỗng. Tôi nán lòng chờ sự ra đời của con trẻ, và quyết tìm anh thuật lại khúc nỗi. Và bây giờ đã đúng thời cơ rồi đó. Anh Nghiêm, tôi mong muốn anh giúp tôi nhìn nhận đứa con của mình và được chung sống với người mình thương nhớ. Còn ý kiến của Mỹ Oanh? Chúng tôi đã bàn bạc với nhau, và Mỹ Oanh động viên tôi đến nhờ anh giúp đỡ, vì Mỹ Oanh cho rằng anh là người cao thượng. Anh định dùng chữ cao thượng để xúi giục tôi bỏ vợ hay sao? Trên danh nghĩa anh và cô ấy là vợ chồng, nhưng thực ra giữa hai người là hai bến bờ xa lạ mà không có chiếc cầu nào nối cả. Thấy anh có ý chí, tôi vui lắm. Tôi sẽ giúp anh tìm lại hạnh phúc của mình, đó cũng là tôi tự giải thoát cho tôi. Anh Nghiêm, cảm ơn anh. Bây giờ anh cùng tôi đến nhà ông Thuận. Vâng. Nghiêm à, con đi đâu mà lúc nãy ba cho người đi tìm không thấy? Cả điện thoại di động mà con cũng tắt máy nữa. Con đang đi tìm và bàn một công việc quan trọng. Chuyện xí nghiệp hả anh? Không, chuyện của chúng ta. Con nói gì lạ vậy? Chuyện của tôi bấy còn gì để bàn nữa? Tao đâu có cháu ngoại rồi mà. Mọi việc trên đời này đều có tính tương đối của nó, cho nên nó có thể thay đổi lắm chứ ba. Nhưng ba yên tâm đi, có thay đổi như thế nào đi nữa thì ba cũng vẫn là ông ngoại của thằng bé đó mà. Nhưng chuyện gì vậy anh? Anh muốn nói chuyện của bé Thảo. Con nó còn ngủ mà. Con của em nó còn đang ngủ là đúng hơn. Nghiêm, con nói gì lạ vậy hả Nghiêm? Ba ngạc nhiên lắm phải không ba? Theo đúng, ba đã biết từ lâu rồi mà. Bởi vì từ lâu nay chỉ có tôi là cố im lặng, nên cha con cô lừa dối tôi, gánh nhục cho gia đình. Tôi có tưởng mình là tác giả bào thai, ai dè tôi chỉ là tâm bình phong. Nghiêm à, con ăn nói lung tung, làm sao ba hiểu được điều gì? Bình phong gánh nhục là thế nào? Hãm hại gì con đâu? Chắc anh đang giận hờn em nên có lời lẽ cộc cằn. Thôi, trong đạo nghĩa vợ chồng, cho em xin lỗi cùng anh. Chỉ xin lỗi thôi sao? Tội lỗi của đêm nào giờ nó đã chất chồng. Thank you.
mà mày buông lời trách móc chứ. Ông à, điều ông làm thì ông tự biết, có cần tôi nói trắng ra không? Tôi chỉ nhắc lại một câu, tôi không phải là tác giả cái bào thai. Nếu không phải mày thì là ai? Là ai hả? Được, ông đang cần gặp mặt người đó chứ gì. Vào đi anh Mạnh. Dạ, dạ chào. Quên, quên em. Anh Mạnh. Đây, đây mới chính là cha của đứa bé đó. Chính Mỹ Quanh cũng đã từng chịu khổ đau như tôi, khi bị ông chia cắt duyên tình vì hai chữ hèn sang. Ba, ba ơi, sự thật bao giờ cũng là sự thật mà ba. Chuyện gia đình của ông giờ để tôi để cho ông xử lý. Với tôi, từ nay tôi không còn trách nhiệm gì với gia đình của ông. Đây, đơn ly hôn tôi đã viết sẵn, tôi đã ký để giải thoát cho tôi và trả lại sự hạnh phúc cho Mỹ Oanh. Chào ông, chúc hai người hạnh phúc. Nghiêm, Nghiêm, con. Trời ơi, sự thật của hai lần ly hôn là thế đó. Em hiểu anh rồi. Sáng mai anh sẽ đưa em về thành phố và chính thức xin được cưới em. Dù ba mẹ em có chấp nhận hay không, rồi chúng ta sẽ tính. Thôi, trời khuya rồi em, sương lạnh lắm, để anh đưa em vào nghỉ nha. Dạ. Ê Nghiêm, mày muốn gì? Tôi mời anh đến đây để nói chuyện với anh một chút. Lịch sự quá, gọi bằng anh. Được, muốn gì nói đi. Tôi định bàn với anh về chuyện của Nguyệt. Nó là em của tao, cần gì mà phải bàn với mày. Nói cho mày biết, ngày hôm qua tới giờ nó chưa về nhà. Tao biết rõ nó đang ở đâu. Nè, mày đừng tưởng tao không biết. Liệu mà đưa em tao trở về, nếu không hả, tao không để yên cho mày đâu. Tao nói là tao làm đó. Anh cứ yên tâm đi, em gái của anh vẫn bình yên vô sự, và tôi cam đoan giữ sự trong trắng cho Nguyệt đến ngày mà chúng tôi thành hôn. Bởi tôi yêu Nguyệt thật lòng mà. Ai gả cho mày mà mày đòi thành hôn chứ? Tôi sẽ đến nhà anh và chính thức hỏi cưới Nguyệt làm vợ. Nhưng tao không chấp nhận. Đó là về phía anh. Còn chúng tôi, khi chúng tôi đã thật sự yêu nhau, chúng tôi có quyền đi đến hôn nhân và pháp luật sẽ đồng ý mà. Mày đừng tưởng dụ dỗ được em gái tao thì ba mẹ tao bằng lòng. Không đâu. Còn tao hả, tao nhất quyết không bằng lòng. Tao sẽ chơi với mày tới cùng đó. Tao biết rất rõ mày, và mày cũng biết rất rõ tao, mày hiểu chứ? Tôi nào có muốn ăn thua gì với anh đâu, mà tôi chỉ muốn phân trần mọi lẽ để mong anh thông cảm cho chuyện của chúng tôi, vì hai đứa thật sự yêu nhau. Nào đâu tôi có dối gạt tình yêu, hai tôi tự nguyện trọn đời sống em đẹp, chắc chắn không có chuyện chia lìa. Xin anh hãy an lòng. Mày đừng nói nữa, chỉ tốn công thôi, tao không muốn nghe mày phân trần đâu. Nè, tình yêu, lời nơi đầu môi, hai lần bỏ vợ, tình yêu của mày là vậy à? Tao đã quá rõ mày, đừng có mà già hàm. Nếu tôi nói, tôi xin lấy danh dự cả đời mình ra thề là... Mày làm gì có danh dự mà thề hả Nghiêm? Có chứ anh. Là bạn với nhau từ thuở nhỏ, còn đi học, chắc anh cũng biết rõ vì sao vợ chồng tôi tan vỡ hạnh phúc. Tôi không hề biện minh cho mình, mà tôi chỉ muốn nói lên tất cả sự thật. Về nỗi khổ đau mà đã trải qua trong đời, lòng vẫn đến giờ còn đau. Vì sao hạnh phúc vỡ tan, tôi kể Nguyệt nghe đã rõ ràng. Tôi bị người ta gieo tiếng phổ tình, bởi tôi vì quá tin người nên xa lơi rập ái tình, phải gánh nhục cho người khi hiểu rõ ngọn
rằng đàn ông đã từng trải và xem tình yêu là thứ trò đùa như mày mà bảo rằng bị người ta lường gạt. Làm sao tao có thể tin để giao tương lai của em tao cho một thằng có quá khứ lăng nhăng tình ái như mày. Sao anh cực lực phản đối chuyện của tôi và Nguyệt? Thì ra là chuyện ngày xưa. Tôi đồng ý ngày xưa anh thương Tuyền, nhưng cô ấy đâu có yêu gì anh. Và anh cũng nên thừa hiểu rằng giữa tôi và anh, tôi là người đến trước kia mà. Anh suy nghĩ lại đi. Chuyện đã qua rồi, hãy để cho cánh cửa quá khứ khép lại. Tôi thương Nguyệt là thật lòng, và hai bác cũng sẽ thông cảm cho tôi. Nghiêm, mày đừng tin vào chuyện hảo quyền. Ba mẹ tao nhất quyết chẳng có bằng lòng đâu. Ai lại muốn giam con mình vào chốn lao tù chứ? Một con người đã dễ dàng thay đổi thì làm gì giữ được chữ thủy chung. Em tao là con gái nhà lành, gia đình tao là một gia đình có nề nếp. Mày nghe rõ không? Dù mai đây nó lấy chồng có nghèo khổ, nhưng sẽ là người chồng yêu thương nó suốt nghe cuộc đời. Thật lòng hay không chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi. Bởi vì nó không phải là thứ vật chất cụ thể để trưng bày ra cho anh thấy. Tôi xuống nước thành khẩn với anh, còn anh có chấp nhận hay không, chúng tôi đành chờ khi gặp mặt hai bác. Chào anh. Đó chính là tất cả sự thật về hai cuộc ly hôn của anh Nghiêm mà con đã thuật lại cho ba mẹ nghe. Con tin, con rất tin anh Nghiêm. Anh Nghiêm không phải là hạng người mà dễ dàng thay đổi được. Mày quá yêu cho nên mày lú lẫn, mày mù quáng rồi. Không có thằng đàn ông nào mà thật thà khai báo hết cái xấu của mình trước mặt cô gái mà nó đang đeo đuổi. Thằng Cát nó nói đúng nè, ba là đàn ông ba biết. Cái gì? Cái gì? Bộ ông từng đi dụ dỗ người khác sao ông biết rõ vậy? Mày nè, cả gia đình đang nói chuyện nghiêm túc. Tôi có dụ dỗ ai ngoài bà đâu. Đừng có cà rỡn nữa. Theo như lời con nói thì con tin vào những lời kể của thằng Nghiêm phải không? Dạ. Chính con đã gặp anh Mạnh, là tác giả cái bào thai mà ông Thuần dựng chuyện. Hiện anh Mạnh và chị Oanh đang sống hạnh phúc. Chính ông Thuần đã tỉnh ngộ và chấp nhận tình yêu của họ. Nó muốn mày tin thì nó phải dàn dựng thành một vở kịch chứ. Mày đã sa vào lưới rập ái tình của nó mà mày không biết hả Nguyệt? Em đâu phải là một đứa con nít mà dễ cho người ta gạt em chứ. Sao? Em đã trưởng thành rồi anh à. Em có quyền tự quyết định cuộc đời của em. Trời ơi trời, vậy là mày coi trong nhà này không ai ra gì hết rồi. Anh đừng có dựng chuyện ba mẹ mà đe em. Em chưa thấy anh Nghiêm dựng chuyện mà đã thấy anh dựng chuyện rồi đó. Thôi đừng cãi nhau, tao với mẹ mày còn ngồi sờ sờ đây nè. Đồng ý là con Nguyệt đã lớn, đã đủ suy nghĩ để quyết định đời mình. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, người ở ngoài thì sáng hơn người ở trong cuộc. Vì thương con nên ba mẹ hết lời khuyên bảo con. Lỡ xa chân là ân hận cả đời. Đến khi con tỉnh ngộ ra thì đời con gian dở rồi. Ba mẹ không tính chuyện hèn sang, chỉ lo hạnh phúc của con thôi. Lỡ như con có bị
Dạ con xin chào hai bác. Rồi nó tới. Trời ơi, lúc nãy tao đã nói chuyện điện thoại với mày là ba mẹ tao không có tiếp mày. Sao mày liều quá vậy? Mày tới đây chứ vậy hả? Mày điên hả mày? Bao giờ hai bác lên tiếng thì tôi tự động rời khỏi nơi đây. Nhưng trước khi tôi cất bước, tôi có đôi lời thưa cùng hai bác. Vì cháu nghĩ là chắc hai bác không hẹp lượng gì một chút thời gian nho nhỏ ấy đâu. Cậu cứ ngồi đi, chúng tôi cũng đang chờ nghe những lời nói xuất phát từ đáy lòng thành thật của cậu. Ba, ba, không nên ba. Ba biết cách xử lý, con cứ ngồi đó nghe. Bởi quyết định cuối cùng về chuyện hôn nhân của em con là ba và mẹ chứ không phải con. Cậu nói đi. Dạ, chuyện hai lần ly hôn của cháu chắc Nguyệt cũng thưa cùng hai bác. Thật ra thì hai lần ly hôn đó, một lần bị ly hôn và một lần được ly hôn. Cậu có thể nói rõ hơn không? Dạ, khi cháu là nạn nhân trong mưu tính của ông Thuần thì cháu mới thật sự là bị ly hôn. Đó là lỗi hoàn toàn của cháu với Tuyền. Đến khi phát hiện ra sự thật, cháu cương quyết ly hôn là để dành cho cháu một sự tự do. Ý của cháu là thế đó bác à. Nhiều ý quá. Còn bây giờ cháu chân thành xin hai bác cho cháu được cưới Nguyệt. Nếu chúng tôi trả lời là không đồng ý. Ba mẹ. Trời trời ơi, con nó kìa, nó sắp khùng lên rồi, nó sắp khùng lên rồi. Chúng cháu đành phải nghe lời theo hai bác chỉ dạy. Nhưng theo thời gian chắc chúng cháu khó lòng mà dâng lời mãi. Đành phải để phật lòng hai bác. Giờ mày định nằm giả đó phải không? Cậu để chọc tức tôi hả? Dạ, cháu nào dám như vậy. Nhưng chắc chắn tụi cháu không nản lòng đâu bác à. Chúng cháu, tụi cháu, có nghĩa là có cả con tôi à? Dạ, con... Thiệt là con với cái. Hết cậu nói con hư là tại... tại tôi mà, trời ơi. Được rồi, nếu hai đứa quyết liệt thì tôi đành coi như mất một đứa con gái. Đành mất đứa con gái. Chúng tôi coi như không có con Nguyệt trong cái nhà này. Tôi coi như con Nguyệt không có trong nhà này. Bây giờ hai đứa muốn dắt nhau đi đâu thì dắt. Dắt đi. Chúng tôi không làm đám cưới. Không chấp nhận gì cả. Không chấp nhận gì cả. Ba, mẹ. Cháu hiểu ý của hai bác. Cháu xin phép ra về và sẽ trở lại. Chào hai bác. Ông, bây giờ mình tính sao đây ông? Tính sao đây bà? Trời ơi là trời. Chào anh Nghiêm. Dạ, chị đến chúc mừng tôi sớm quá vậy. Nè, ngồi đi, tôi bận tay một chút xíu là xong liền hà. Tôi đến đây là tìm anh, là vì có chút chuyện đó. Chuyện gì vậy? Đừng có nói là đám cưới của tôi chị không đến dự nha. Tôi đang băn khoăn là có nên nói cho anh biết hay là không. Nếu như tôi im lặng á, thì lương tâm của mình sẽ bị cắn sức mãi. Còn nói ra thì đôi khi không hay, vì chỉ còn một tuần nữa là anh và Nguyệt làm đám cưới. Nè nè, tôi thấy chị có vẻ quan trọng vấn đề rồi đó nha. Nè, chị cứ nói đi. Không có việc gì đâu phải ngại. Tôi đã quen với những chuyện trái ngang xảy ra trong cuộc đời của mình rồi. Nói đi chị. Tôi thật không phải. Khi nói cho anh biết chuyện này, vì theo tôi nó quan trọng vô cùng, liên quan đến một đời người đã từng chịu khổ đau. Chuyện thế nào chỉ bảo là liên quan. Một đời người, những người đó là ai? Chẳng lẽ đó là chuyện của Tuyền? Nên chỉ muốn nói lại thôi. Anh hãy bình tĩnh nghe tôi và xử sự cho vẹn toàn. Tuyền đã về đến Sài Gòn và nương náu tại nhà tôi. Trời ơi,
Sự thật là thế sao? Sao Tuyền lại về trong lúc này? Nhưng hiện nay mỗi người đã có một mái gia đình riêng. Anh Nghiêm ơi, Tuyền không trở về trong niềm ngập tràn hạnh phúc, mà nó trở về với xác thân tiều tụy, với một nỗi khổ đau đang quỷ hoài linh hồn. Bao năm qua tôi nghĩ nó hạnh phúc vuông tròn, ai ngờ đâu nơi phương trời xa lạ ấy bị người ta hất hủi bạc đãi trong khổ đau. Sống với người chồng nhưng nó chẳng khác gì một con sen, sự sợ hãi còn in hằn trên mặt nó. Tuyền trốn về Sài Gòn không nơi nương tựa, nhất là đang bị hụt hẫng ở tinh thần. Tôi thì cứ nghĩ Tuyền đang sống hạnh phúc ấm êm nơi phương trời xa lạ đó. Ai ngờ chính tôi đây nè, tôi cũng nghĩ như điều anh vừa nói, nhưng sự thật lại quá trớ trêu. Lý do mà Tuyền không tin tức cho tôi, một phần bác kháng không còn và bị người ta cầm cuốn, nên nó phó mặc cho dòng đời đưa đây, vì chẳng còn ai ở đất Sài Gòn. Tinh thần của Tuyền bây giờ rất là suy sụp, nó đang cần người nâng đỡ chở che. Tôi không biết tính thế nào cho vẹn vẻ, nên tìm anh để bài to khúc nôi. Tuyền đã kể cho chị nghe tất cả à? Vâng, nó kể trong nỗi sợ hãi. Tôi nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của nó. Anh ngồi xuống đây đi, tôi sẽ kể lại cho anh nghe. Tuyền nó bảo khi nó sang bên ấy khoảng 6 tháng đầu thì sống rất là hạnh phúc, nhưng kể từ khi Tuyền nó bị hư thai thì thái độ của Ru khác hẳn với nó. Buồn quá, em định đi cho khuây khỏa. Cô đi khuây khỏa, cô định trốn à? Coi, em là vợ của anh mà. Dạ lại nơi đây đất lạ xứ người, thì em có quen với ai đâu mà trốn. Em hoàn toàn không có ý định đó. Cô nói tôi là chồng của cô, rồi cô lại bảo quê chồng là nơi đất lạ xứ người. Cô không có người quen. Như vậy cô đâu có thật lòng với tôi. Dù à, không thật lòng với anh thì em sang đây làm gì? Thì cô sang đây vì tiền, chứ cô có thương yêu gì tôi lâu. Cho nên cô lòng quỷ biện, cô lâu bao giờ thành thật mà không lột gạt lột tôi. Nếu như cô có thật y thì sao bào thai không còn. Nị nhớ rằng ngộ cưới hỏi cô lễ làm người tôi sai khiến à, chứ không phải sống an nhàn. Mình à, mình không tin em hả? Cô chưa hiểu là tôi sang bên ấy làm ăn, là tôi biết chất dành tiếng Việt và cả phong tục của cô. Là
Nếu tôi không có tiền à, liền có lấy ngộ hả? Có lấy không hả? Có không? Em không ngờ ngày giờ này anh lại nói như thế. Lý sẽ còn không ngờ nữa. Tôi cưới Lý qua đây là để hầu hạ tôi, sanh con cho tôi. Mấy tháng này cô có thai, tôi hết sức chịu chuộng cô. Nhưng đâu có nghĩa là tôi phải dành cho cô cái sự an nhàn cả lời mà không làm lỏng móng tay. Nhưng tiếc thay, cô đã làm cho tôi thất vọng. Bào thai không còn, và bác sĩ cũng cho tôi biết từ nay cô rất khó sanh con. Cho nên với tôi, cô không còn giá trị lợi dụng nữa. Vì thế từ nay mọi việc làm trong gia đình phải do một mình cô cán đăng. Tôi sẽ cho con sen nghỉ việc. Vì trong nhà này đã có con sen rồi, tiền cứ ngồi lỗ ra cho Lý quá nhiều rồi, có đúng không hả? Đúng không Lý ơi? Đúng không? Anh nợ đối xử với em như thế sao? Ê da, lòng tiền bỏ ra buộc tôi phải tính con như thế chứ. Bắt đầu từ hôm nay, cô phải làm nhiệm vụ của con sen, rõ chưa? Su, Su à, anh vô, anh vô cái gì? Anh vô cái gì tôi tả Lý bây giờ, anh vô vô. Biết nghe lời thì yên thần, còn không biết thì đừng có trách à. Ở đây không có ai giúp được Lý lâu an à. Anh Su. Vô vô, anh Su. Từ bỏ quê hương, tôi đã bỏ mẹ tôi mà đi lấy chồng ngoại quốc. Họ đã tung tiền ra là để mua lấy, để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin như tôi. Cuối cùng khi về với họ thì chúng tôi chỉ là những làm gì trước cảnh tình hôm nay. Con một mình đất khách tha hương, dù con có gian lại cũng không sao thoát sự đày đọa của người. Này con biết tỏ cùng ai hả mẹ? Con không thể nào sống nổi nữa, con phải quỷ thân, con phải quỷ thân. Đừng dại dột con, cuộc sống là vô quy, con người ta không thể gặp quý nan là tự hủy mình. Con phải sống mẹ. Mẹ, con phải sống, phải cố tìm cách thoát khỏi lao tù trở lại quê nhà. Nơi đó có mồ mả ông bà, có má và bao người thân đang chờ đợi con. Mẹ, đừng dại dột, đừng dại dột nghe Tuyền. Mẹ, đâu trong đêm
cũng phải sống, phải sống nghe con. Dạ, con sẽ trở về với mẹ. Con sẽ trở về với mẹ. Thủy à, ngay lúc này tôi thật khó xử. Tôi hiểu và khuyên anh nên tìm thăm và an ủi nó. Còn chuyện riêng của anh và Nguyệt thì tùy do anh định liệu. Tuyền không muốn tôi cho anh biết là nó đã về Sài Gòn, nhưng tôi thấy nếu kéo dài tình trạng này thì chắc nó sẽ bị điên mất. Thôi, tôi và chị đi thăm Tuyền. Chuyện còn lại thì tùy theo hoàn cảnh mà định đoạt. Thôi mình đi nha. Đừng sợ gì cả. Anh ở đây ăn ngủ Tuyền nha. Ừ. Tôi vào chuẩn bị căn phòng cho nó. Em về Sài Gòn mà sao không cho anh hay? Em sợ. Em sợ điều gì? Em sợ anh lại bỏ em như trước nữa. Anh không bỏ em đâu. Anh nói thật hả? Với một người chồng mang tính vũ phu, hắn đọa đài chẳng chút nương tay, quần quật ngày đêm như một con ở không công. Nghe những lời
Anh tốt với em không chỉ hôm qua, mà ngay cả trong thực tại và những ngày sắp tới. Nghiêm, Nghiêm ơi, anh là chỗ dựa để cho em tin tưởng vào một tương lai không còn nắng dài. Sẽ nhận thêm tiếng bồi dông. Không, không có đâu anh ơi. Em tin những điều anh vừa nói với em là sự thật. Anh Nghiêm, em sẽ không còn nói anh phản bội, bởi trong lòng anh thật và yêu em. Tuyền, ngoan nghe em, để anh dìu em vào trong nghỉ. Em cũng mệt lắm rồi. Dạ. Anh Nghiêm, anh hứa gì với Tuyền vậy? Còn Nguyễn thì sao? Trong tình thế này, tôi không thể làm điều gì khác hơn điều đó. Tôi định sẽ kể hết chuyện này cho Nguyệt nghe, để mong sự thông cảm của Nguyệt. Anh tin là Nguyệt sẽ rộng lượng. Rộng lượng hay không còn tùy thuộc vào sự thành khẩn của tôi. Điều tôi hy vọng là Nguyệt không cho tôi là kẻ phản bội. Người phụ nữ khi yêu thì rất thật lòng và quyết liệt, nhưng cũng rất quyết liệt hận thù khi cảm thấy mình bị phản bội. Không, chắc Nguyệt không đến nỗi nằm trong dạng người mà chúng ta vừa đề cập. Cầu mong là như vậy. Chị à, tôi nhờ chị chăm sóc Tuyền thay tôi. Tôi đến tìm Nguyệt và tìm phương cách để giải quyết. Anh yên tâm đi, việc chăm sóc á để tôi lo. Chúc anh thành công nha. Cảm ơn chị. Áo cưới phải không? Có một chuyện quan trọng hơn anh định bàn với em. Ghê quá nghe. Chuyện quan trọng hả? Ừ. Nhưng không phải là chuyện từ hôn chứ. Thôi, mình đi em. Sao bảo là có chuyện quan trọng định bàn với em mà sao tự im lặng hoài vậy? Anh không biết mở đầu câu chuyện như thế nào cho đúng. Và để em không hiểu sai ý của anh,
cho vấn đề trở nên khó hiểu rồi đó ông ơi. Mọi ngày anh mạnh dạn lắm mà, kể cả khi nói chuyện cùng ba mẹ em. Khi nói chuyện cùng ba mẹ em, anh mạnh dạn vì anh đang bảo vệ tình yêu cho mình. Còn trong chuyện anh sắp nói ra thì anh không có quyền quyết định. Lạ chưa, chuyện của anh mà anh không có quyền quyết định à? Thôi nói đi, em quyết định giùm cho. Tuyền đã về nước. Về nước? Cùng chồng của chị ấy hả? Không, một mình. Sao lạ vậy? Điều anh muốn nói với em là thế: Tuyền trở về trong trạng thái hoảng sợ vô cùng. Bởi trong thời gian gần 3 năm dài, Tuyền sống như một kiếp tối đồi. Gia đình chồng đã khắc nghiệt đại Nghiêm à? Thì ra là anh không biết tính sao. Nên kể cho em nghe để tìm ở em một sự thông cảm. Em cũng đang băn khoăn do dự không biết phải làm sao cho vẹn vẻ cả hiểu sâu sắc điều đó. Anh không muốn em trả anh về với Tuyền, mà anh chỉ muốn bàn với em là đám cưới của chúng ta nên lùi lại một thời gian được không em? Em nghĩ thế nào? Theo ý anh, chúng ta nên lùi lại bao lâu? Anh định để Tuyền ổn định lại tinh thần rồi. Em rất thông cảm cho anh. Em cũng có đề nghị này. Em nói đi. Nhưng anh phải đáp ứng à? Thế nào hả em? Anh đưa em đến thăm chị Tuyền. Có nên không em? Nên hay không thì tự em liệu được mà. Tùy vào hoàn cảnh, em sẽ đưa ra lời đề nghị thật hợp lý về đám cưới của chúng ta. Cũng được, chúng ta đi. Dạ. Lại đây ngồi đi nghe em. Ngồi xuống đây đi em. Ngồi xuống nha. À, đây là Nguyệt. Nguyệt là... là bạn làm chung sở với anh Nghiêm. Nghe tin chị về nước nên tiện đường ghé thăm chị.
cô. Chị về nước được bao lâu rồi? Tôi trốn về đã được 2 ngày. Về đây không còn ai. Tôi sợ tôi không còn gặp được anh Nghiêm. Nhưng may mà trời Phật đã cho tôi gặp lại anh ấy. Cô ơi, cô có biết không, anh Nghiêm anh tốt lắm. Cho tới bây giờ nè, anh vẫn còn tốt với tôi và anh còn chờ đợi tôi nữa đó. Sao chị tin là anh Nghiêm chờ đợi chị? Tôi biết chứ, anh lúc nào cũng thương tôi. Và cô ơi, cuộc đời của tôi bây giờ nếu thiếu anh Nghiêm. Thật sự rất nhiều hối hận. Tôi đã kể cho cô nghe bằng trọn tất lòng thành để cho cô cùng tôi chia sẻ niềm vui. Em mới khỏe, không nên nói nhiều. Thôi, để anh đưa em vào trong nghỉ nha. Không, không, em muốn ngồi đây thôi. Có anh bên cạnh là em đã yên lòng rồi. Anh ơi, đâu có giông bão nào chia cắt được tình ta nữa phải không anh? Anh hãy hứa cho chị ấy yên lòng đi, không có gì khó xử đâu. Anh ở bên em mà. Em vui quá, em vui lắm anh à. Nay mai này em sẽ tìm việc làm và em sẽ chăm sóc cho anh. Rồi chúng mình sẽ có con. Nó lớn lên, nó giống anh, hiền lành và nghị lực. Nghỉ cho khỏe đi em. Cứ để cho chị ấy nói. Vì có nói hết những nỗi u uất ở trong lòng mình thì chị Tuyền mới nhanh chóng quên hết những ám ảnh của quá khứ và hòa nhập nhanh vào cuộc sống thực tại. Em về chưa? Anh đưa em về. Cho anh đi đâu hết á, anh phải ở lại đây với em. Nếu không có anh, em sợ lắm. Anh cứ ở lại với chị ấy, em về một mình được rồi. Xe đâu em đi? Ngoài đường taxi thiếu gì, em phải tập đi một mình. Bởi rồi đây em cũng sẽ đi một mình. Em đi nghe, em về nghe chị. Vâng, cô đi mạnh khỏe. Cảm ơn chị. Tuyền, anh đưa em vào nghỉ. Em phải nghỉ thật nhiều để bình phục lại sức khỏe và tinh thần. Vâng, anh bảo thì em xin nghe.
kiến của em thế nào thì anh cũng đau khổ. Nhưng rồi đau khổ sẽ nguôi ngoai. Nhất là cứu được một con người mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Em nói như thế có nghĩa là... Nghĩa là em phải nói thật với anh rằng tình mình giờ chia hai, anh bên sông em bên này bên sông. Dòng nước đã ngăn chia đôi bờ, thôi những gì bao ngày ta gần gũi giờ gửi lại cho anh. Duyên trúng mai thôi đành hẹn kiếp sau. Đôi
chết lòng ta. Rồi đây em sẽ vui duyên mới, quên hẳn tình đầu của anh trao. Cuộc chia tay trong buổi hoàng hôn, trời tắt nắng mà sao lòng như lửa đốt. Nguyệt ơi, anh muốn nói ngàn câu mà lòng cứ nghẹn tắt. Anh cúi đầu thầm gọi Nguyệt ơi. Em đã cho anh bao điều tốt đẹp, còn anh trao em cả một nỗi sầu. Không đúng như lời anh nói đâu Nghiêm à. Em còn trẻ sẽ tìm ra hạnh phúc, còn chỉ tuyền như nắng chiều yếu ớt, sợ ăn mây mù làm lạc cán đi. Nguyệt, em có thể thay đổi lại quyết định của mình. Không phải vội đâu em. Anh Nghiêm, khi đến với anh, em đã vượt qua sự phản kháng của cha mẹ, thì anh hiểu em thương anh đến giường nào. Bây giờ em chủ động chia tay là do thành khẩn của em xuất phát từ việc em cần phải làm. Tuy chia tay có đau buồn, nhưng rồi nó sẽ chóng qua. Còn như chúng ta cứ tiến tới thì cả ba sẽ đau buồn mãi mãi. Vả lại, em sắp sửa làm chuyến đi xa. Thời gian tu nghiệp, nghiên cứu âm nhạc sẽ giúp cho em quên được anh và quên được buổi chia tay hoàng hôn này. Nguyệt, em đi đâu? Em được cử ra nước ngoài tu nghiệp, nhưng em chưa quyết định, vì em còn chờ để hỏi ý kiến của anh. Giờ thì em tự quyết định được rồi. Chúc anh hạnh phúc. Nguyệt, đành phải vậy thôi anh.